Xin chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ vừa giảm mưa được hơn một ngày thì từ chiều tối nay sang ngày mai, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần hết sức đề phòng. Mưa trở lại là do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường thêm kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ đêm 28 đến ngày 29 tháng 4 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 120mm. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm trong vòng 24 giờ, có nơi mưa rất to trên 100mm trong vòng 24 giờ. Do mưa dồn dập trong thời gian ngắn nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi là rất cao, bà con cần hết sức chú ý đề phòng. Trước khi có mưa thì sáng và trưa nay nhiều nơi tại Bắc Bộ trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ trưa chiều toàn vùng dao động từ 25 đến 28 độ. Riêng khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao hơn từ 28 cho đến 31 độ. Lùi về phía Nam tại khu vực Tây Nguyên, trong tối và đêm nay vẫn có mưa tại một vài nơi, tập trung ở các tỉnh phía Nam như Đắk Nông, Lâm Đồng. Còn từ sáng đến trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ ban trưa dao động từ 30 cho đến 34 độ. Còn với khu vực Nam Bộ và hôm nay trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ tại đây dao động từ 33 cho đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Đến chiều tối thì khả năng có mưa dông ở diện rải rác, trong mưa dông cần đề phòng dông sét và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ chiều tối nay do ảnh hưởng của không khí lạnh nên gió sẽ chuyển hướng đông đông bắc, mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc đạt tới cấp 6. Mưa rào và dông xuất hiện tập trung tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa với tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, hôm nay và 2 ngày tới sẽ duy trì gió có cường độ trung bình, mưa rào và dông rải rác tập trung về chiều tối, cần đề phòng lốc sét, gió mạnh đi kèm trong cơn dông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Thank you.